Chào các bạn, ở thời điểm hiện tại thì những chiếc tai nghe AirPods của Apple chưa bao giờ ngưng hạ nhiệt. Khi mà mới đây nhất thì Apple đã cho ra mắt một cái dòng AirPods Pro Gen 2. Tuy là rượu cũ bình mới khi mà Apple đã thay thế cái cổng sạc Lightning truyền thống của họ bằng cổng sạc Type-C và cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của dân công nghệ nữa. Và một câu hỏi được đặt ra là ở thời điểm hiện tại những chiếc tai nghe trước đó của Apple có thực sự tốt và chúng ta có thể nghe thoải mái được ở trong 1-2 năm tới nữa không? Thì nếu như các bạn đang có một cái câu hỏi đó giống như mình thì hãy cùng xem hết video ngày hôm nay nha. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ đánh giá cho các bạn những chiếc tai nghe dựa trên 3 yếu tố, đó chính là về mức giá nè, về tính năng cũng như là về nhu cầu sử dụng, để các bạn biết được rằng là mình phù hợp với chiếc tai nghe nào nha. Và trong những chiếc tai nghe hiện tại của Apple thì với mức giá rẻ nhất thì đó chính là chiếc tai nghe AirPods 2 này. Ra mắt từ năm 2019 tới bây giờ là gần 5 năm rồi, nhưng mà chiếc tai nghe này vẫn chưa hề ngưng hot nha các bạn. Mức giá cực kỳ tốt và được rất nhiều bạn chúng ta săn lùng luôn. Nói chung là cái con tai nghe này đeo vào thì mình cảm giác rất là thoải mái luôn. Nó đeo như không đeo vậy các bạn, khối lượng rất là nhẹ luôn. Và cái cách thiết kế của tai nghe này nói chung là mình không thích lắm. Thì các bạn có thể để ý rằng là giống như là cái dạng tai nghe earbuds có dây của Apple vậy, mà họ cắt cái dây ra, đó là nó sẽ có một cái hình tai nghe không như thế này. Tuy nhiên thì với rất là nhiều người họ vẫn cực kỳ yêu thích, ưa chuộng cái thiết kế của con AirPods 2, bởi vì khi đeo lên tai thì cảm giác nó cực kỳ hoài niệm luôn, và khi các bạn đeo vào thì nhìn nó cũng năng động, rất là trẻ trung đúng không? Và mình thấy được rằng là AirPods 2 những năm hồi đó nó nổi lên như là một trào lưu luôn, khi mà người người nhà nhà và đặc biệt là các bạn trẻ họ mua chiếc tai nghe này rất là nhiều luôn. Các bạn đeo lên tai nè thì nó sẽ có những cái thao tác cử chỉ cảm ứng chạm rất là thông minh luôn, giống như là chạm nè, các bạn sẽ chuyển được bài hát, hay là chạm một phát nữa thì các bạn sẽ có thể dừng bài hát của mình để tiếp tục những cái cuộc trò chuyện. Nói chung là khi mà đeo lên tai thì nó dường như trở thành một cái món trang sức và phụ kiện không thể thiếu ở hồi đó luôn. Thì khi mà cái con AirPods 2 này ra mắt đó các bạn, thì cái mức giá của nó ở thời điểm đó rất là cao luôn. Giá 3 triệu cho một cái phiên bản thấp nhất và giá gần đến 5 triệu cho một cái phiên bản cao hơn. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại thì chiếc AirPods này nó đã có một cái mức giá ổn áp hơn rất là nhiều. Nếu như mà bạn nào chúng ta không có nhiều điều kiện kinh tế cũng như là các bạn học sinh sinh viên á, thì chúng ta dành ra một xíu để mà mua cái con tai nghe này về á, thì nó cũng cực kỳ là ok luôn nha. Nói chung á, tai nghe này sẽ dành cho những ai có những cái nhu cầu nghe nhạc nó cơ bản thôi các bạn, nó không cần phải quá chuyên nghiệp đâu. Chất âm á, cho ra thì nó vừa đủ, nó hài hòa, nghe nó mộc mạc. Nói chung là mọi cái tầng âm á, thì nó cứ đều đều nhau vậy đó. Nói chung là bạn này chỉ cần thích một chiếc tai nghe không dây mà đeo vào nghe nhạc thôi á, mà đàm thoại tốt nữa, thì cái con tai nghe này á, rất là xứng đáng luôn nha. Và một điều nữa đó chính là cái chiếc tai nghe này nó sẽ có một cái kết nối theo cái dạng pop-up rất là nhanh luôn. Bạn chỉ cần mở cái nắp hộp ra thế này, xong mà kết nối với điện thoại là chúng ta có thể dễ dàng nghe nhạc được rồi, cực kỳ thuận tiện luôn. Và tiếp theo không thể thiếu trong danh sách của mình lần này đó chính là chiếc AirPods Pro 2. Một chiếc tai nghe mà thời điểm nó xuất hiện á, được rất nhiều con em săn đón và làm cư dân mạng chao đảo luôn, bởi vì nó có một thiết kế mới nè, nó có pin trâu, nó có chip H2 mới luôn, và cực kỳ nhiều tính năng thông minh được tích hợp ở trên chiếc tai nghe nhỏ xíu này. Và thời điểm đó luôn cũng được rất nhiều những cái chuyên gia công nghệ đánh giá cực kỳ cao về chất lượng âm thanh của con tai nghe này nữa. Và chống ồn chủ động ANC ở trên con tai nghe lần này sẽ là điều khiến cho chúng ta rất là quan tâm luôn. Nói chung là khi mà mình mới vừa đeo tai nghe thôi, chưa bật nhạc luôn nha các bạn, thì chiếc tai nghe này nó sẽ đã chống ồn cho các bạn rồi. Nói chung là nhìn cũng rất là ấn tượng luôn. Và khi mà kết hợp với việc nghe nhạc ở trong những cái môi trường mà mình ở ngoài đường thì xe cộ độ nó rít còi rất là nhiều, nhưng mà chiếc tai nghe này vẫn xử lý được âm thanh khá là tốt luôn. Một điểm cộng rất là lớn ở cái phần chế độ chống ồn ANC này. Tuy nhiên thì mình thấy được rằng là khi mà mình sử dụng, khi mà có gió nhiều thổi vào tai các bạn thì nó không được mực lắm, mình vẫn còn nghe những tiếng rít rít. Thì nói chung mình cũng thông cảm được, bởi vì là nó sẽ được trang bị những cái mic ở trên tai nghe khá nhiều để chúng ta có thể thu âm chất lượng tốt hơn, cho nên là điều này mình có thể thông cảm, nói chung là bỏ qua được nha. Và một cái tính năng nữa không thể không nhắc đến đó chính là Spatial Audio. Thì nó sẽ giúp cho các bạn khi mà đeo tai nghe, các bạn hướng cái tai mình về phía bên nào thì âm thanh nó cũng sẽ hướng theo luôn. Nghe có vẻ cực kỳ độc đáo luôn. Và đặc biệt là các bạn nào mà chúng ta sử dụng để giải trí như xem phim hoặc là nghe những cái thể loại nhạc 8D rồi chẳng hạn thì phải nói là cực kỳ đỉnh luôn. Và ở trong bản cập nhật mới nhất gần đây của Apple thì họ cũng đã bổ sung một cái tính năng, đó chính là tự động giảm tiếng ồn khi mà có người khác nói chuyện với bạn. Nói chung là mình thấy cái tính năng này nó cực kỳ thú vị, và Apple rất là am hiểu những cái hành vi thói quen của người tiêu dùng khi mà họ sử dụng tai nghe. Bình thường thì có ai nói chuyện với bạn á thì bạn phải dừng nhạc, bạn bỏ tai nghe xuống và bạn tiếp tục cái cuộc trò chuyện. Nhưng mà với tính năng đó thì hiện tại mọi thứ trở nên đơn giản hơn rất là nhiều. Tai thì vẫn đeo trên cái lỗ tai của bạn, nhạc thì vẫn phát. Nói chung là bạn vẫn có thể nói chuyện một cách mượt mà với các bạn xung quanh, đồng nghiệp của mình mà không lo bất kỳ những cái tình trạng gián đoạn nào về thao tác. Cho nên đây mình nghĩ là một trong những tính năng nó cực kỳ thuận lợi và đáng giá tiền khi mà Apple cập nhật liên tục những tính năng thông minh ở trên con tai nghe AirPods 2 của họ.
Và ngoài tính năng đó thì tai nghe cũng sẽ được rất nhiều những cái trang bị công nghệ rất tiên tiến luôn, như là các bạn có thể tìm chiếc tai nghe này bằng cách là nó sẽ được trang bị cái phần loa ngoài để các bạn phát ra âm thanh để mà tìm nè, có chống ồn xuyên âm, rồi có định vị thiết bị nè, nói chung là rất nhiều những công nghệ tiên tiến. Và chiếc tai nghe này theo mình đánh giá là nó sẽ cho những ai có những cái nhu cầu nghe nhạc chuyên nghiệp, tất cả những cái dãy âm về âm bass, âm treble nè, hay là âm mid chẳng hạn thì nó rất là hài hòa luôn. Nói chung là mọi thứ khiến cho cái bài nhạc khi mà các bạn nghe nó trở nên cực kỳ chuyên nghiệp, các bạn có thể nghe rõ được những cái tầng âm và được dân công nghệ họ cũng đánh giá rất là cao về cái chất lượng âm thanh nữa. Thiết kế của con tai nghe này thì sẽ được làm theo dạng là tai nghe in-ear, cho nên là đeo vào tai thì các bạn cảm thấy nó rất là thoải mái, dễ chịu luôn. Khi mà vận động mạnh á thì các bạn cũng không sợ cái tai nghe của mình rớt ra ngoài. Tuy nhiên thì cái thiết kế này là các bạn, với nhiều người bạn của mình á thì họ không thể đeo được, bởi vì họ cảm thấy là nó hơi bị bí cái tai của mình, và khi mà nghe nhạc á thì nó kiểu như là nó bị động cái âm thanh lại á, cho nên là họ không có thích. Thì họ sẽ ưu tiên lựa chọn hơn những con tai nghe nó có cái chất lượng âm thanh nó thoáng hơn, như là AirPods 2 á thì đeo nó thoải mái hơn nhiều, và họ cũng không có những cái nhu cầu nghe nhạc chuyên nghiệp nữa. Và có lẽ là một số bạn khi mà sử dụng tai nghe này kết hợp với ANC á thì nó sẽ hơi bị nhức đầu một xíu, tầm khoảng 15-20 phút á là bạn sẽ nghe thấy nó khó chịu, bởi vì nó kiểu cảm giác á nó bí á các bạn, cho nên là thường á thì các bạn sẽ không có ưa chuộng cái tai nghe này mà sử dụng những cái tai nghe truyền thống của Apple. Nói chung là chiếc tai nghe này rất là cao cấp luôn, cho nên là bạn nào mà chúng ta có một cái hầu bao nó dư dả một xíu thì các bạn có thể tậu ngay cái em này về luôn. Và mức giá ở thời điểm hiện tại thì mình tham khảo nó ở rơi vào tầm 5 triệu đó. Nói chung là với cái mức giá đó thì các bạn cũng có nhiều sự lựa chọn khác nhau trong tầm giá nữa. Nó có chất lượng âm thanh nó tốt hơn ở trong con AirPods này luôn. Nhưng mà với mình á thì mình lựa chọn nó bởi vì cái sự tối ưu hóa của nó cho cái quá trình đó mà mình sử dụng cực kỳ tốt luôn, và đồng bộ với hệ sinh thái của Apple, nên là sử dụng nó cực kỳ mượt mà và trơn tru luôn. Với cả là nó đã đồng hành cùng mình với những cái tác vụ giải trí nè, cũng như là tập luyện thể dục thể thao thường ngày cũng rất là vô tư và hoạt động cũng cực kỳ tốt nữa, cho nên là mình đánh giá rất là cao ở trên cái con tai nghe AirPods Pro 2 này. Và cuối cùng chính là mẫu tai nghe sang chảnh nhất của Apple, nhưng cũng là mẫu tai nghe gây ra nhiều tranh cãi nhất. Đó chính là chiếc AirPods Max với mức giá hiện tại dao động 12 triệu đồng. Nghe cực kỳ sốc đúng không các bạn? Và ở thời điểm khi mà chiếc tai nghe AirPods Max này được ra mắt á, thì nhận lại rất nhiều những cái phản hồi tiêu cực từ dân cư mạng luôn. Cái chiếc tai nghe này nè, mã thì đẹp á, nhưng mà âm thanh như... Trời ơi, bây giờ vẫn còn xài Lightning mà không có xài Type-C nữa, bỏ đi cho rồi. Nói chung là bạn sẽ gặp được rất nhiều những cái đánh giá tiêu cực về cái chiếc tai nghe này á, và bạn cũng sẽ một phần nào đó đắn đo và bị ảnh hưởng với cái việc là mình có nên lựa chọn chiếc tai nghe này hay không. Tuy nhiên thì đối với bản thân mình, đặt ra câu hỏi là mình có lựa chọn hay không thì câu trả lời vẫn là có nha các bạn. Và cũng sau một khoảng thời gian trải nghiệm chiếc tai nghe AirPods Max á, thì những cái mà nó mang lại cho mình khiến mình tạm thời quên đi những cái định kiến mà nó gặp phải bởi rất nhiều người, từ chất lượng âm thanh nè cho đến thiết kế, tất cả mọi thứ luôn đều làm rất hài lòng ở trong những cái tác vụ giải trí thường ngày. Kết nối thì rất ổn định luôn. Hệ sinh thái của Apple thì khỏi nói rồi, các bạn sẽ di chuyển qua lại rất là dễ dàng các thiết bị, và họ đã tối ưu hóa cho mình được những cái trải nghiệm về việc sử dụng chiếc tai nghe này. Cho nên là khi mà sử dụng thì mình cảm thấy được rằng là một iFan như mình đi thì mình sử dụng qua lại các thiết bị rất là nhiều. Tuy nhiên thì với chiếc tai nghe này thì mình có thể tự tin mà mình sử dụng nó không bị gián đoạn bất cứ một cái gì cả. Nói về cái khả năng chống ồn cũng như là xuyên âm thì ở thời điểm đó có một cái con Sony, mình nhớ là WH-1000XM5, thì đó là hai đối thủ cực kỳ lớn luôn. Thì mình đánh giá được rằng là chất lượng chống ồn và xuyên âm của cái con tai nghe này làm việc tốt hơn. Ở cái mức độ chống ồn thì nó sẽ triệt tiêu được hoàn toàn những cái âm thanh khi mà các bạn đi ở những cái môi trường mà nó ồn ào, như các bạn, đặc biệt là khi các bạn đi ở trên máy bay thì những cái tiếng ồn từ động cơ nó sẽ hạn chế rất là nhiều, và bạn sẽ không có cảm thấy là mình quá bị đau đầu cũng như là bị nặng cái tai của các bạn á. Và về cái khả năng xuyên âm đây thì mình thấy được rằng là ở trong những cái điều kiện như là những cái môi trường nó tạp âm nhiều, tiếng xe cộ qua lại bóp kèn liên tục chẳng hạn á, thì nói chung là nó vẫn sẽ nhận biết được cho các bạn là âm thanh nào chúng ta nên giảm xuống và âm thanh nào chúng ta nên tăng lên. Không biết là các bạn cảm thấy như thế nào và không biết rằng là mình có đang tâng bốc quá đà hay không, nhưng mà thiệt sự luôn, đây là cái chất âm mà mình đang tìm kiếm và nó cực kỳ phù hợp với những cái nhu cầu hàng ngày của mình luôn. Nói chung là âm thanh của nó thiên hướng nó cực kỳ hài hòa, chi tiết, và nghe ở một số những cái bài nhạc thì nó rất chuyên nghiệp nữa. Mình có thử nghe rất là nhiều những thể loại nhạc khác nhau nha, thể nhạc điện tử nè, EDM sôi động, nhạc trap đồ thì chất âm cho ra nó cũng rất là sống động nữa. Đặc biệt khi các bạn nghe những cái dàn âm bass thì âm cho ra rất là căng, nó không có bị đục đâu các bạn. Và khi mà các bạn nghe những cái thể loại nhạc nói chung mà nó bình bình á, giống như là pop, ballad vậy, hoặc là thiên hướng những cái nhạc nó chuyên về vocal, thì giọng ca sĩ được đẩy lên rất là chi tiết. Nói chung mà nó khá là ấm và nó
sẽ các bạn có thể nghe rõ được những cái công cụ nhạc cụ được sử dụng ở trong những cái bài nhạc cũng như những cái bộ gõ luôn được tái hiện cực kỳ chi tiết. Những cái con tai nghe giá rẻ khác thì các bạn cũng sẽ hiếm khi mà nghe được những cái tần âm đó, nhưng mà chiếc tai nghe này tái tạo rất là chi tiết và bạn vẫn có thể nghe rõ được những cái trường âm. Nói chung là 10 điểm ở trên cái chất lượng âm thanh của cái AirPods Max này. Và thiết kế của chiếc tai nghe AirPods Max này thì mình cảm thấy được rằng là nó rất là hiện đại, trẻ trung và cực kỳ năng động luôn. Nó sẽ có cái dạng là tai nghe over ear, kích thước thì nó hơi to một xíu cho nên là nhiều bạn cũng sẽ không thích cái kiểu thiết kế này và lựa chọn những cái dòng tai nghe nó có thiết kế nhỏ gọn hơn để các bạn mang đi đâu thì nó tiện hơn một xíu. Tuy nhiên thì cái chiếc tai nghe này sẽ cực kỳ phù hợp với những ai mà chúng ta có cái kinh tế nó dư dả một xíu, và đặc biệt luôn là những bạn nào mà chúng ta là iFan thì đặc biệt là phải nên mua con tai nghe này. Và ngoài ra thì nếu như bạn nào chúng ta muốn một chiếc tai nghe có một cái nhu cầu nghe nhạc nó chuyên nghiệp nè, âm thanh cho ra tái tạo tốt cũng như là có một cái độ chân thực cao thì bạn vẫn có thể sở hữu tai nghe này để mà sử dụng, thì nó cũng mang lại cho bạn những cái trải nghiệm tốt nhất ở trong tầm giá luôn. Tuy là mức giá con này có đắt thiệt nhưng mà hiện tại mình tham khảo thì thấy được rằng là ở trên thị trường bạn cũng có thể lựa chọn cái em tai nghe AirPods Max này ở dạng là hàng cũ thì nó cũng sẽ mức giá dễ chịu hơn để mà các bạn có thể rinh em nó về nhà cho những cái trải nghiệm âm thanh nó tốt hơn. Nhưng mà các bạn cũng phải chắc kiểu một xíu nha, tại vì nó cũng sẽ có rất là nhiều những cái hàng trôi nổi trên thị trường, cho nên là để đảm bảo tốt nhất thì các bạn nên mua ở những cửa hàng uy tín và chính hãng nha. Và những chiếc tai nghe vừa rồi mình giới thiệu cho các bạn thì cũng đang được bán rất nhiều ở Topzone. Thì khi các bạn mua thì mức giá đang cực kỳ ưu đãi, cạnh tranh luôn và có chính sách bảo hành cực kỳ tốt nữa. Và những cái chất lượng âm thanh về những cái con tai nghe này mang lại ở thời điểm hiện tại, cho dù 1 hay 2 năm nữa các bạn sử dụng thì rất là vô tư luôn. Thì nói chung là đồ Apple mà các bạn khỏi bàn cả về chất lượng nữa, mức giá nó sẽ đi đôi với cái chất lượng của mình, và khi các bạn sử dụng thì nó cũng sẽ đảm bảo cực kỳ mượt mà cho cái quá trình mà bạn sử dụng luôn. Còn bạn nghĩ gì về những dòng tai nghe này thì hãy comment phía dưới cho mình biết nha. Tạm biệt.